Xin chào, xe hay tiếp tục tường thuật đến quý vị và các bạn những mẫu xe mới tại triển lãm Việt Nam Motor Show 2017 tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Và đứng ngay sau tôi là chiếc xe Nissan X-Trail nằm trong gian hàng của Nissan. Phiên bản X-Trail này là phiên bản Premium L. Nó đã có một chút thay đổi nho nhỏ so với những phiên bản thường. Tất nhiên về động cơ vẫn giữ nguyên, nhưng có một điều thực sự là ấn tượng, đó chính là nước sơn. Nước sơn, nếu như các bạn nhìn gần vào, các bạn có thể để ý thấy là nó đẹp, đẹp khó tả được. Nó trắng ngọc trinh, cực kỳ đẹp. Nếu mà nói không ngoa thì nước sơn của Lexus cũng chỉ ngang ngang được như thế này thôi. Một màu trắng có thể nói là tuyệt hảo, khác với màu trắng của chiếc X-Trail đời trước. Và ở trên phiên bản này thì nó có một số những khác biệt nhỏ nhỏ nữa. Ví dụ như là cái phần ốp ở cản trước cộng với cụm đèn LED ở đây thay đổi một chút. Về cơ bản thì phiên bản này không thay đổi quá nhiều. Nóc thì sơn màu đen, hai màu khác biệt, rất giống với phong cách của Range Rover. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi sang bên hông để xem có điều gì khác biệt. Ở bên hông thì cũng được lắp thêm một cái nẹp. Cái nẹp này thì nó màu ghi xám xám và bóng bóng. Tóm lại là nhìn xe có vẻ trông lịch sự hơn, chứ không thể thao hơn, mà nhìn nó có vẻ lịch sự hơn. Nhưng thực sự là nhìn cái nước sơn này yêu ngay được, cực đẹp. Nếu chiếc X-Trail màu trắng đời đầu, màu trắng hơi xấu, thì cái nước sơn này nó không khác gì chiếc RX350, cực kỳ đẹp. Hãy cùng xem phần đuôi xem có gì khác biệt không. Phần đuôi thì có lẽ cũng không có cái gì khác biệt so với phiên bản trước cả, cũng thêm một cái nẹp này thôi. Có thêm cái phần Premium L ở đây. Anh có thể lấy rộng ra một chút cũng được. Như tôi đã giới thiệu đến các bạn thì chiếc X-Trail có cái tính năng mở cốp tự động. Khi mà bạn giữ chìa khóa trong người, bạn chỉ cần để tay đây thôi, không cần ấn nút ở dưới là cốp có thể tự mở ra. Và cốp là cốp chống kẹt, cũng rất là thông minh. Bây giờ chúng ta sẽ vào khoang nội thất xem có gì khác biệt. Khoang nội thất thì cũng gần như là không có gì khác biệt so với phiên bản trước cả. Nếu như chiếc Navara Premium L thì có thêm cái camera hành trình ở đây, thì cái này không có. Tôi nghĩ rằng là phiên bản nâng cấp tiếp theo thì nó sẽ có. Xe này thì màn hình vẫn vậy, tất cả các thứ vẫn vậy, vẫn cửa sổ trời. Có một điều là cái ghế của X-Trail ngồi rất êm, thực sự là rất êm. Chiếc xe crossover hay tạm gọi là SUV ở phân khúc hạng trung trên dưới 1 tỷ có nhiều option nhất tại Việt Nam, bao gồm cả camera 360, cửa sổ trời panorama, vân vân và vân vân, rất nhiều. Đây là bản 2.5 bản cao cấp nhất, không có thêm những cái thay đổi gì nữa. Nissan X-Trail là một chiếc xe khá lành và khá ổn định ở Việt Nam. Hiện tại thì có thể nói là doanh số của X-Trail tăng rất nhiều, đặc biệt là ở ngoài Hà Nội. Khi mà tôi đi ngoài đường gặp rất nhiều X-Trail. Bản thân tôi cũng đang sử dụng một chiếc Nissan X-Trail và thấy nó rất là ổn định. Có lẽ là gian hàng của Nissan chúng ta sẽ giới thiệu tạm dừng ở đây. Chúng ta sẽ tiếp tục sang gian hàng tiếp theo.